các bạn, mình là Như Ngọc, du lịch Lào Cai. Hiện tại thì mình đang đứng trên cung đường chạy marathon ở Bắc Hà, cùng chạy tiền chặng với chúng mình nhé. Giải chạy phong trào với cự ly 10 km đưa du khách và vận động viên qua thung lũng hoa lớn nhất Bắc Hà tại xã Thải Giáng Phố và những cung đường lúa chín vàng đẹp bậc nhất Lào Cai Tây Bắc. Chuỗi sự kiện du lịch, thể thao, văn hóa hấp dẫn của Festival Cao Nguyên Trắng Bắc Hà năm 2022, chủ đề Hương Cố Mùa Thu Vàng, diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9 năm 2022 tại huyện Bắc Hà và Simacai, với nhiều hoạt động hấp dẫn, giải du lịch thể thao tổng hợp, lễ hội cốm, hội thi dân vũ và trang phục truyền thống, chuỗi sự kiện mùa thu tại Dinh Hoàng Nga Tưởng. Bạn đã sẵn sàng tham gia giải chạy với chúng mình chưa?